Bữa nay cái video này là mình đi quay cúng đình nha cả nhà. Cúng đình này là nằm ở xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Là cúng đình này là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2022 lịch cả nhà. Bây giờ là mình đang đứng ở ngoài đường, mình quay dài xuống, mình quay chỗ anh em của bác ta bán đồ nè. Rồi mình đi thẳng xuống, mình đi vô đình mình quay. Cả nhà cùng theo dõi cái video của mình nha. Dòng dọc mà thấy vòng con rồi, vòng cháu rồi. Đâu, quay biết liệt kìa cha. Giữ bằng sáng đi thôi. Quay cái có lộ lên trong phút hết lên. Đây là hai cái cháu không lên con. đó. Kỷ niệm nha. Lại cúng hả dạ? Cúng tiền chưa? Rồi phải không? Rồi.